Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Quý vị đang muốn sở hữu những mẫu nhà đẹp, muốn tham khảo những không gian sống lý tưởng, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Thưa quý vị, cải tạo lại công trình là một trong những hạng mục thế mạnh của Apollo Việt. Mặc dù việc cải tạo công trình có sẵn không hề đơn giản, không phải đơn vị nào cũng có thể hoàn thành tốt nhất hạng mục này. Nhưng với đội ngũ kiến trúc sư kinh nghiệm trên 10 năm, chuyên môn cao cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện, phần mềm kỹ thuật hiện đại nhất, Apollo Việt luôn tự tin đem lại một không gian sống mới, đạt thẩm mỹ, chuẩn phong thủy cho gia chủ. Trong số này, Ngân Hà xin gửi đến quý vị một mẫu thiết kế cải tạo biệt thự vô cùng ấn tượng của gia đình anh Hà ở Hoa Lư, Ninh Bình trên tổng diện tích gần 200m². Đây là một trong số những công trình cải tạo biệt thự mà kiến trúc sư của chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức để kiến tạo một không gian sống lý tưởng cho gia chủ. Trước khi liên hệ hợp tác với Apollo Việt, anh Hà có nhờ tư vấn thiết kế với một đơn vị ở Ninh Bình, nhưng anh không hài lòng với sản phẩm của họ. Thông qua người quen giới thiệu, nhận thấy đội ngũ kiến trúc sư của Apollo Việt rất tài năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, anh đã liên hệ với chúng tôi nhờ cải tạo mặt tiền ngoại thất và thiết kế nội thất cho công trình nhà mình. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Ngân Hà khám phá mẫu thiết kế biệt thự mái Thái 3 tầng, phong cách tân cổ điển của gia đình anh Hà nhé! Nhìn vào phối cảnh 3D, quý vị có thể thấy biệt thự được bao bọc bởi hệ thống tường rào bê tông sơn trắng, chân tường được sơn giả vân đá ấn tượng. Kiến trúc sư đã thiết kế một cổng lớn dành cho xe ô tô ra vào và một cổng phụ với chất liệu sắt mỹ thuật sơn tĩnh điện màu đen, mái cổng lợp ngói Fuji màu xanh than để đồng bộ với hệ thống mái của ngôi biệt thự. Khoác lên mình một màu sơn trắng tinh khôi, ngôi nhà đẹp 3 tầng trông vô cùng nổi bật và hoành tráng so với những công trình lân cận. Đặc biệt, khối kiến trúc tầng 1 sử dụng nước sơn màu kem tạo sự vững chãi, bề thế cho khối đế của ngôi nhà. Bên cạnh đó, sự hòa quyện của những gam màu tương phản với tông màu trắng như màu xanh than của mái Thái, màu đen của lan can sắt mỹ thuật hay màu nâu đỏ của gỗ khiến cho ngôi nhà tạo cảm giác dễ chịu, hài hòa nhưng vô cùng ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật nhất của mẫu thiết kế nhà đẹp tầng 1 này chính là hệ mái Thái xanh than sang trọng. Kiến trúc mái Thái được thiết kế đồ sộ mang đến cho công trình vẻ đẹp sang trọng, bề thế. Hệ mái được thiết kế giật gấp phi đối xứng cùng độ dốc vừa phải, giúp điều hòa không khí bên trong ngôi nhà rất hiệu quả. Thưa quý vị, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển nhưng mẫu biệt thự mái Thái này có sự giản lược những chi tiết hoa văn trang trí cầu kỳ. Thay vào đó là những trụ cột trơn, vững chãi, hệ thống phào chỉ chạy ngang tường dày đặc. Sảnh chính sử dụng cặp trụ cột hình vuông khỏe khoắn, nâng đỡ cặp trụ cột tròn, ứng dụng theo thức cột tốt can của kiến trúc La Mã chạy thẳng từ ban công tầng 2 lên đến mái. Kiến trúc sư đã khéo léo tạo ra những ô vòm uyển chuyển, mềm mại, kết hợp với những đường phào tường, phào cửa tinh tế, đem lại vẻ đẹp thanh lịch cho ngôi nhà. Quý vị có thể thấy, ngôi nhà sử dụng các chất liệu hiện đại, đầu tiên phải kể đến cửa chính, sử dụng gỗ căm xe màu đỏ nâu, được chạm khắc những hoa văn đẹp mắt. Hệ thống cửa sổ, cửa ban công lại được sử dụng chất liệu kính dán an toàn hai lớp khung nhôm PMI màu đen nhám. Cùng với đó là hệ lan can ban công sắt mỹ thuật, tất cả đã tạo nên một công trình vô cùng ấn tượng và đẳng cấp. Thưa quý vị, công trình nhà cải tạo của gia đình anh Hà được bố trí công năng rất khoa học gồm có tầng 1 gara, phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Tầng 2, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ master, hai phòng ngủ nhỏ và nhà vệ sinh. Tầng 3, phòng thờ, phòng ngủ, phòng tập, sân phơi và sân chơi. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Ngân Hà khám phá công năng tầng 1 của ngôi nhà cũng như thiết kế nội thất không gian phòng khách và phòng bếp ăn nhé. Không gian ở tầng 1 được sử dụng 21,5m² làm gara ô tô. Tại đây được thiết kế đường dốc thoải giúp xe cộ đi vào dễ dàng. Bên cạnh đó, gara còn được bố trí hai cửa sổ và một cửa ra vào để ngăn cách với không gian nhà trên, có tác dụng để khí thải xe cộ thoát ra ngoài, không gây hại cho không khí bên trong nhà. Thưa quý vị, từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách rộng 30m², khu vực phòng khách liên thông với sảnh chờ khiến cho không gian càng trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn. Đến với phòng khách của gia đình anh Hà, quý vị có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế, hiện đại của các thiết kế nội thất gỗ óc chó sang trọng. Nội thất phòng khách được thiết kế với sắc trầm của gỗ óc chó, nổi bật giữa tông màu trắng chủ đạo của căn biệt thự. Trần thạch cao được các kiến trúc sư của Apollo Việt thiết kế tỉ mỉ với các họa tiết, hoa văn tinh tế, mang đến cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng cho căn phòng khách. Ở giữa được thiết kế một chùm đèn pha lê màu vàng, nổi bật giữa nền sáng sang trọng, tạo nên nét tinh tế, trang nhã cho căn biệt thự.
Chất liệu của đèn pha lê tạo độ sáng nhẹ nhàng, lung linh, kiểu dáng tinh tế, bắt mắt, giúp nâng tầm giá trị cho nội thất tân cổ điển phòng khách. Phòng khách của ngôi nhà được thiết kế với hệ thống cửa sổ mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên vào căn phòng, kết hợp với rèm cửa với màu sắc nhã nhặn. Nổi bật giữa không gian phòng khách sang trọng là bộ sofa được làm bằng gỗ óc chó bọc da hiện đại, đặt xung quanh bàn trà ốp đá tự nhiên cao cấp, giúp thể hiện đẳng cấp cho gia chủ. Không chỉ thu hút quý vị bởi bộ ghế sofa được làm bằng gỗ óc chó, mà nền nhà được lát gạch marble màu vàng kem làm tăng lên vẻ sang trọng, tinh tế cho căn phòng khách của ngôi nhà. Bước vào căn phòng khác của gia đình anh Hà, nhìn sang bên tay trái, quý vị sẽ bị thu hút bởi hai chiếc đèn bàn tinh tế đặt trên hai chiếc ghế phụ làm bằng gỗ óc chó, tăng thêm vẻ lãng mạn, thanh lịch cho ngôi nhà. Trên tường được gia chủ đặt bức tranh phong cảnh, khung tranh được thiết kế tinh tế với những họa tiết hoa dày độc đáo, nhấn mạnh vào vẻ đẹp sang trọng. Không chỉ dừng lại ở đó, phía tay trái của quý vị là hai chậu cây xanh được đặt hai bên chiếc kệ tủ tivi sang trọng, tạo nên không gian xanh mát cho phòng khách. Kệ tủ tivi được làm hoàn toàn bằng gỗ óc chó, hiện lên những vân gỗ tinh xảo, sang trọng, nhấn mạnh vào vẻ đẹp hài hòa của căn phòng khách của thiết kế nội thất nhà đẹp. Thưa quý vị, tiếp theo đây, mời quý vị cùng Ngân Hà khám phá không gian phòng bếp và phòng ăn của ngôi biệt thự nhé. Khu vực của phòng bếp và phòng ăn rộng 25m², được thiết kế với một cửa sổ lớn và một cửa sổ nhỏ, giúp lấy sáng và thoáng cho căn phòng. Phòng bếp sở hữu một bộ bàn ghế ăn 8 ghế, được làm hoàn toàn bằng gỗ óc chó, có vân gỗ đẹp mang lại cảm giác sang trọng nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch. Toàn bộ ghế của bàn ăn đều được bọc bằng da. Phía trên ở phần ghế tựa được thiết kế với các chi tiết hoa văn uốn lượn, tỏa đều sang hai bên, tăng thêm vẻ đẹp sang trọng cho căn phòng. Bàn ăn được làm bằng gỗ óc chó với các đường vân tinh xảo. Ở phần chân bàn được thiết kế chạm khắc với các chi tiết hoa văn đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà. Phòng bếp của gia đình anh Hà sử dụng trần thạch cao, được trang trí với những họa tiết hoa văn tinh tế. Ở chính giữa, gia chủ lắp đặt thêm một quạt trần kết hợp đèn rất lịch lãm. Ngay cạnh khu vực bàn ăn là hệ thống tủ bếp làm bằng gỗ óc chó sang trọng. Tủ bếp được thiết kế độc đáo, đặt xung quanh tường của phòng bếp là điểm nhấn quan trọng của gian bếp trong căn nhà. Bên cạnh phòng bếp là một phòng ngủ rộng 15m², thiết kế một cửa sổ nhỏ thông thoáng, đem lại cảm giác thư thái cho người sử dụng. Một nhà vệ sinh chung với cabin tắm đứng sạch sẽ, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Thưa quý vị, như vậy Ngân Hà đã chia sẻ đến quý vị không gian ngoại thất và nội thất công trình cải tạo biệt thự tân cổ điển 3 tầng mái Thái của chủ đầu tư anh Hà tại Hoa Lư, Ninh Bình. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế các công trình đẹp, hãy liên hệ đến hotline 0962 368 892 để được tư vấn cụ thể nhé. Và đừng quên like, chia sẻ và sub kênh Nhà Đẹp Apollo Việt để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để liên tục cập nhật những thông tin với các công trình mới nhất và độc đáo nhất. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Chúc quý vị xây lên những công trình hoàn mỹ, sang trọng và đẳng cấp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.